hò cao trên khắp Việt Nam, từ cao lũ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoài sân cứu nước lúc nguy nan. Người ngã xuống núi sông còn in dấu, ghi danh đời đời cho con cháu cao già. Cao già đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, để hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Đuổi ngoài sông cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in sâu, ghi danh đời đời cho con cháu cao xa. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, để hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa, một lòng là con nước Việt Nam. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Quyết ngàn đời là con cháu cao xa, một lòng là con nước Việt Nam. Khai nước Việt, đánh đuổi ngoài xâm cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in dấu, ghi danh đời đời cho con cháu cao già. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa.
thương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu là không còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn rung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Nam từ cao lỗ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoài xâm cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in sâu ghi danh đời đời cho con cháu cao xa. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, để hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con sông sống cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu là không còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con sông sống cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu là không còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa, một lòng là con nước Việt Nam. Quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa quý vị, kết thúc chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc lễ hội, trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý cùng thưởng thức một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Hùng, bài hát Mùa Xuân Quan Họ, bên đầu múa nghệ sĩ ưu tú Khánh Toàn do tập thể nam nữ cùng biểu diễn. Mượt mà xin gửi tới tập thể nhà hát và các diễn viên nhạc công lời cảm ơn
lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân đứng dậy chuẩn bị làm lễ trọng cờ. Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, nhân kỷ niệm 2300 năm ngày sinh của tướng quân Cao Lỗ Vương, một nhân vật kiệt xuất, người có công lớn trong buổi đầu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, người giúp An Dương Vương lập nên nhà nước Âu Lạc, xây thành Cổ Loa và chế tạo ra lò thần chống giặc ngoại xâm, được sự đồng ý của thường trực tỉnh ủy Bắc Ninh, hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2023, tức ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Gia Bình, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc các xã Cao Đức, Vạn Linh cùng hậu duệ họ Cao Việt Nam thành kính và long trọng tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đền tướng quân Cao Lỗ Vương năm Quý Mão 2023. Về dự khai mạc lễ hội, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các vị đại biểu, khách quý, đại biểu trung ương và tỉnh Bắc Ninh, nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Trần Văn Túy, nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên ủy viên ủy ban thường vụ của quốc hội, nguyên trưởng ban công tác đại biểu quốc hội, nguyên phó ban tổ chức trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Thành Công, ủy viên chuyên trách ủy ban kinh tế của quốc hội. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, nguyên ủy viên ban thường vụ, nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân tỉnh. Đồng chí Hà Sĩ Tiếp, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh. Đồng chí Tạ Đăng Đoan, ủy viên ban thường vụ, bí thư thành ủy Bắc Ninh. Đồng chí đại tá Cao Văn Thọ, nguyên ủy viên ban thường vụ, nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, nguyên bí thư huyện ủy Gia Bình. Đồng chí Trần Thị Vân, tỉnh viên, phó trưởng ban đại biểu quốc hội tỉnh. Về dự khai mạc lễ hội, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các tư nữ là con em quê hương Gia Bình và dòng họ Cao Việt Nam. Trân trọng giới thiệu trung tướng Đinh Gia Thật, nguyên chính ủy quân chủng hải quân. Trân trọng giới thiệu thiếu tướng Cao Tiến Viễn, nguyên chánh văn phòng bộ quốc phòng, nguyên trợ lý tổng bí thư. Dự khai mạc lễ hội, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đồng chí thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, lãnh đạo huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Dự khai mạc lễ hội, ban tổ chức trân trọng giới thiệu có các đồng chí lãnh đạo tổng cục thể dục thể thao, liên đoàn vật Việt Nam, lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng trung tâm của sở văn hóa thể thao và du lịch, các thành viên ban tổ chức, tổ trọng tài, trưởng đoàn huấn luyện viên, các đoàn về dự giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 27 năm 2023 đang được tổ chức tại xã Cao Đức. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu huyện Gia Bình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Nguyễn Nhung, nguyên bí thư huyện ủy Gia Lương, nguyên bí thư huyện ủy Gia Bình. Đồng chí Nguyễn Chí Sơn, nguyên bí thư huyện ủy Gia Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Định, phó bí thư thường trực huyện ủy.
đồng chí Nguyễn Văn Lăng, nguyên Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tôn, nguyên Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Đặng Đình Mạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; đại biểu các doanh nghiệp, ban tổ chức trân trọng giới thiệu Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Việt Nam, đại biểu Tập đoàn TH Trung Biêu, đại biểu chủ đầu tư khu công nghiệp Gia Bình, khu công nghiệp Gia Bình 2 và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Về dự khai hội, ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trong huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường thị trấn trong khu vực Lục Đầu Giang, các thành viên ban tổ chức lễ hội. Về dự lễ hội có con em quê hương xã Cao Đức, nguyên là lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, nguyên là lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, nguyên là lãnh đạo xã Cao Đức các thời kỳ, con em quê hương Cao Đức là sĩ quan cao cấp, con em quê hương Cao Đức thành đạt ở mọi miền của Tổ quốc. Dự khai hội có các đại biểu các thôn của hai xã Cao Đức và Ninh cùng đại biểu Hậu Duệ họ Cao Việt Nam và đông đảo du khách thập phương. Dự và đưa tin về lễ hội có phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương, của tỉnh, của địa phương. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, cảm ơn nhân dân và du khách thập phương đã về dự lễ hội. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Đình Mạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lên khai mạc và đánh trống khai hội. Sau phát biểu khai hội của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trân trọng kính mời cụ Nguyễn Hữu Vượng lên hội chiêng. Trân trọng kính mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Kính thưa đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương và tỉnh Bắc Ninh. Kính thưa các cụ cao niên, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Gia Bình là một huyện nằm ở phía nam sông Đuống, là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến, khoa bảng và cách mạng. Nơi đây có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên sớm là địa bàn tụ cư của người Việt cổ, góp phần hình thành lên cái nôi lịch sử văn hóa của quê hương đất nước. Toàn huyện có 74 di tích lịch sử đã được nhà nước công nhận xếp hạng. Đặc biệt, huyện Gia Bình có 2 bảo vật quốc gia là bia đá Tích Lự Thiền Tự Bi tại chùa Tích Lự, thôn An Quang, xã Lạng Âm, và rồng đá tại đền thờ Lê Văn Tịnh, xã Đông Cứu. Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, Gia Bình vốn là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh thành nhiều bậc hiền tài từng làm gương cột của nước nhà, tiêu biểu như tướng quân Cao Lỗ, người có công lớn trong việc giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa, chế tạo lò thần, đánh tan quân giặc, bảo vệ nhà nước Âu Lạc. Người được tôn vinh là bậc danh nhân quân sự từ buổi đầu dựng nước của dân tộc. Trạng nguyên khai khoa Thái sư Lê Văn Thịnh, tài cao đức trọng, thầy dạy của bậc minh quân Lý Nhân Tông. Trạng nguyên Lý Đạo Tái, tức Thiền sư Huyền Quang, một trong 3 vị tam tổ thiền phái Trúc Lâm. Gia Bình còn là nơi có những địa danh gắn với lịch sử văn hóa cách mạng của đất nước. Đền Cao Lỗ Vương hướng ra Lục Đầu Giang, nơi thờ tướng quân Cao Lỗ. Bên kia sông là bãi Nguyệt Bàn, bến Bình Than. Xưa kia là nơi diễn ra hội nghị lịch sử của bách quan con võ Vương Triều Trần, bàn kế sách đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông, hay Lệ Chi Viên, nơi ghi dấu hội oan khiên của vị anh hùng dân tộc, nhanh chân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2023, tức ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão,
tại khu di tích quốc gia đền Cao Lỗ, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Gia Bình long trọng tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống kỷ niệm 2300 năm ngày sinh Đức tướng quân Cao Lỗ, nhà kiến trúc và chỉ huy quân sự tài năng, người được tôn vinh là bậc danh nhân quân sự từ buổi đầu dựng nước của dân tộc ta. Thay mặt lãnh đạo huyện Gia Bình, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý, các quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các cụ, kính thưa các đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân, theo các thư tịch cổ và thần tích truyền lại, tướng quân Cao Lỗ là người đại than Châu Vũ Linh, nay là huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Từ nhỏ đã đam mê và giỏi võ nghệ, có sức khỏe phi thường. Lúc trưởng thành, khi An Dương Vương dựng nước Âu Lạc gặp muôn vàn khó khăn, ra sức tìm kiếm người tài, ông đã từ biệt quê hương ra phù giúp An Dương Vương xây dựng và bảo vệ đất nước. Ông có công lớn trong việc thiết kế xây dựng thành ốc Cổ Loa và chế tạo Lỏ Thần, một kỳ công về kỹ thuật quân sự thời cổ, góp phần quan trọng trong việc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, được vua phong tước hầu. Sau khi ông mất, trải qua các đời vua, các triều đình đều có sắc phong ban tặng cho ông là thượng đẳng thần và cho nhân dân quê hương và nhiều nơi khác thờ phụng và phong làm thành hoàng làng. Để giúp hiểu rõ hơn về những công lao của Đức tướng quân Cao Lỗ đối với đất nước, ngày 16 tháng 1 năm 2013, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Bắc Ninh và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học Danh tướng Cao Lỗ thời dựng nước, với sự tham gia đóng góp của nhiều nhà khoa học của các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý văn hóa và tổ chức xã hội của các ngành nghề khoa học liên quan. Qua cuộc hội thảo, một lần nữa các nhà khoa học đã khẳng định công lao to lớn của tướng quân Cao Lỗ Vương trong việc giúp An Dương Vương chế tạo Lỏ Thần, dựng thành Cổ Loa, đánh tan quân giặc, bảo vệ nhà nước Âu Lạc. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo đầu tư của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, sự hưng tông đóng góp của nhân dân địa phương, dòng họ Cao Việt Nam và du khách thập phương, toàn bộ khu khuôn viên lăng mộ và đền thờ tướng quân Cao Lỗ đã từng bước được xây dựng, tu bổ, tôn tạo ngày một khang trang tố hảo, xứng tầm với công đức của Đức tướng quân. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, để ghi công tưởng nhớ Đức tướng quân Cao Lỗ, theo tục truyền, hàng năm cứ đến dịp 10 tháng 3 âm lịch, nhân dân bảy thôn vùng Đại Than là Tiểu Than, Bình Than, Kênh Phố, Đại Trung, Đông Trung, Văn Than, Mỹ Lộc cùng thờ tướng quân Cao Lỗ, lại tổ chức lễ hội. Ngay từ sáng mùng 9, đền Cao Lỗ Vương đã được mở cửa để làm lễ bộc dục. Sáng mùng 10, các thôn tổ chức rước kiệu, long đình, dập đường chống chiêng cờ xí lên đền dâng lễ cầu Đức tướng quân Cao Lỗ, rồi xin rước bài vị của ngài và đình làng để tế lễ mở hội. Trong những ngày lễ hội của các thôn, sau phần lễ là phần hội với nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc quê hương, diễn lại các sự tích gắn liền với thân thế và công lao của ngài. Với những giá trị đặc sắc về văn hóa lịch sử, kiến trúc là nơi tôn vinh một danh nhân quân sự buổi đầu dựng nước, nơi có lễ hội cấp vùng với nhiều hoạt động văn hóa dân gian mang đậm bản sắc dân tộc, nơi có cảnh nước hữu tình, đền thờ tướng quân Cao Lỗ Vương
làm lễ hội vùng đại than của 7 thôn thuộc các xã Cao Đức và Vạn Ninh. Lâu nay đã trở thành điểm đến tham quan du lịch sinh thái tâm linh, nơi trải nghiệm giáo dục truyền thống của đông đảo du khách gần xa, bà con hộ vận dòng họ Cao và các thế hệ trẻ học sinh, sinh viên trong cả nước. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, năm Quý Mão 2023 là năm kỷ niệm 2.305 ngày sinh Đức Tướng Quân. Huyện Gia Bình tổ chức lễ hội Cao Lỗ Vương với quy mô cấp huyện nhằm tôn vinh, quảng bá cụm di tích đình đền lăng mộ tướng quân Cao Lỗ Vương, thể hiện tấm lòng tri ân công đức đối với tướng quân Cao Lỗ, thể hiện trách nhiệm của huyện Gia Bình đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử cấp quốc gia, đồng thời cũng là dịp nhân dân trong huyện, họ vệ dòng họ Cao trên khắp cả nước cũng như du khách gần xa trải nghiệm, hiểu biết thêm về công đức to lớn của ngài và những giá trị về văn hóa, kiến trúc, các đền, đình, lăng mộ trong quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia, mang tầm vóc của một danh nhân từ buổi đầu dựng nước của dân tộc. Với ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn của di tích, thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Gia Bình, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội kỷ niệm 2.305 ngày sinh Đức Tướng Quân Cao Lỗ, năm Quý Mão 2023. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh, đại biểu các huyện, thành phố, địa phương kết nghĩa, các đồng chí thường trực huyện ủy, nguyên thường trực huyện ủy các thời kỳ, các xã, thị trấn trong huyện Gia Bình, các du khách gần xa, hậu vệ dòng họ Cao trong cả nước, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng toàn thể nhân dân đã về dự, đưa tin lễ hội và dâng hương tưởng niệm Đức Tướng Quân Cao Lỗ. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban liên lạc dòng họ Cao và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã góp công sức, phối hợp, tạo điều kiện cùng huyện Gia Bình tổ chức lễ hội năm Quý Mão 2023 thành công tốt đẹp. Cuối cùng, xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Chuẩn bị các điều kiện để đón khách vào đền, chuẩn bị các điều kiện cho lễ dâng hương. Đạo Minh tướng quân Cao Lỗ Vương nghi lễ dâng hương.
xin phép được bắt đầu. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2023, tức ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão, hòa chung kỷ niệm ngày Quốc Tổ Hùng Vương, nhân dịp kỷ niệm 2300 năm ngày sinh Đức Tướng Quân, để tỏ lòng thành kính. Chúng con, ban tổ chức lễ hội, cùng đại diện thường trực tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đại biểu các cơ quan trung ương, đại biểu các cơ quan của tỉnh, đại biểu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đại biểu các địa phương kết nghĩa, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Gia Bình, lãnh đạo xã Cao Đức, xã Vạn Ninh, dòng họ Cao Việt Nam và đông đảo nhân dân về dâng hương tưởng niệm tri ân công đức tướng quân Cao Đỗ Vương. Sau đây xin trân trọng kính mời ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn lên dâng hoa. Con tâm khiết lòng thành, thắp nén tâm hương, cung thỉnh anh linh thanh hoàng bản thổ. Trân trọng kính mời ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn lên dâng hương. Anh minh sáng tỏ.
Vậy chúng con muôn dân tự hào sáu quê đốt sáng, linh giám tấn lòng khai khôi mở rộng, phát động phong trào nêu gương tiền bối, chính sách chủ trương soi đường chỉ lối, thấu hiểu tương lai, đức tài giáo dục, mỹ tục quê hương, sắc màu truyền thống, hiến cống sức mình, tương lai tươi sáng, cách mạng vững bền trên nền hội nhập. Trước đền thờ thánh, phúc thánh hoa hương, nghinh tường các lộc, kiến đồng hoa khê, đại thắng cao đức, tình đức muôn dân, giáng thân lính địa. Chúng con thừa kế, hưởng thụ kinh hoa, mong muốn muôn nhà thuận hòa hạnh phúc, sung túc vững vàng, hoa nhân nảy nở, khai mở lâu dài, phát đức phát tài, tương lai tỏa sáng, văn minh người dạng, công trạng ơn sâu, nguyện cho mang tâm trí kế thừa tinh hoa văn hóa gia đình, cùng cả nước giữ vững non sông biển đảo kiên cương tổ quốc, đoàn kết tạo dựng huyện xã vinh danh nông thôn mới, chung xây công sở làng xã văn hóa được nhiều tên khởi sắc, đưa dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, nhân dân hạnh phúc, trên đường đổi mới tiến tới phồn vinh, dân sinh an lạc. Cần cáo. Vâng, sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu sẽ cùng vào sân hương. Hạnh của núi sông
đến hôm nay là đời lưu trang sử của những người con dòng sông Cao Xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nối đưa người làm rạng rỡ non sông, dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu Cao Xa vẫn luôn chung nhịp đập. Cả đời là con cháu Cao Xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Cao Xa đó, những người con ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông. Đến hôm nay, ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông Cao Xa. Bước tiếp cha ông chúng con xuống núi sông còn in dấu
ghi danh đời đời cho con cháu Cao Gia. Cao Gia đó những người con ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông Cao Gia. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu Cao Gia vẫn luôn chung nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu Cao Gia, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Khắp Việt Nam từ Cao Lỗ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in sâu ghi danh đời đời cho con cháu Cao Gia. Cao Gia đó những người con ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông Cao Gia. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu Cao Gia vẫn luôn chung nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu Cao Gia, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Cao Gia đó những người con ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông Cao Gia. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu Cao Gia vẫn luôn chung nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu Cao Gia, một lòng là con nước Việt Nam. Quyết ngàn đời là con cháu Cao Gia, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Cao trên khắp Việt Nam từ Cao Lỗ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in sâu ghi danh đời đời cho con cháu Cao Gia. Cao Gia đó những người con ưu tú làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông Cao Gia. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông, dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu Cao Gia vẫn luôn chung nhịp đập để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn
đời là con cháu Cao Gia, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Nam từ cao lỗ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in sâu ghi danh đời đời cho con cháu Cao Gia.